Khi mẹ con té xuống sông là của con hay không? Con hay. Rồi. Cha con bắt đi trước. Rồi là cha con bay đi xuống sông, cha con cứu mẹ ha. Đó. Nhưng mà mẹ con mất rồi nhưng mà không qua khỏi. À, cũng như là cha con hay rồi cha con bay đi xuống cứu mẹ nhưng mà mẹ đã chết rồi. À, vậy là lúc đó là mẹ con đã qua đời ha. Chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì có một vụ tai nạn ở cái chân là cái ấp Phước Thượng, xã Quốc Chí, huyện Quan Thích, tỉnh Vĩnh Long luôn các bạn ơi. Thì một người chị năm nay là 37 tuổi các bạn. Thì một người chị là năm nay là 39 tuổi thì đi xuống cái mé dưới cái mé sông là ngay chân chỗ này đây. Đó thì chị xuống đây, chị đi giật đồ rồi chị bị giật kinh phong rồi chị qua đời nha. Thì mà trong lúc là 11 giờ này, 11 giờ trưa này các bạn, thì sẽ đưa cho chị về nơi an nghỉ cuối cùng luôn các bạn. Thì khi chị qua đời các bạn, thì chị bỏ lại ba đứa con nha. Sáu giờ mấy là chỗ gạn. Dạ. Chỗ gạn nó đọc cái là giặt đồ chổng rồi rồi xuống dưới mấy sông là xả nước giặt. Dạ. Lại thì lúc đó là bị kim phong giật á. Dạ. Ủa nhưng mà năm nay là của chị là bao nhiêu tuổi ha chị? 39 tuổi. 39 tuổi rồi là của chị có gia đình có con gì không chị? Ba đứa con. Dạ. Ba đứa con á. Ba đứa con lớn chưa ha chị? Thằng lớn nay 14 tuổi rồi, thằng thứ ba thì 13 tuổi, thằng nhỏ thì mới 3 tuổi mấy à. Dạ, dạ. Ủa rồi anh với chị giờ có bà con gì không? Bà con nó sớm nè. Dạ, 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 dạ. Ủa nhưng mà của chị nha. Rớt đi là xuống sông luôn hả vậy? Rớt với mé đó đó. Dạ dạ dạ. Rồi là cỡ chừng là bao nhiêu lâu rồi là chung gia đình của mình mới phát hiện ra để làm mình? 8 giờ. 8 giờ sáng hả? 8 giờ sáng. Rồi nhưng mà cách khoảng là cỡ chừng bao nhiêu tiếng hồ là của mình mới phát hiện ra vậy? Ở đây 8 giờ đó. Dạ 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 dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ dạ. Chào anh nữa. Như ủa anh ơi, như vậy là vợ của anh đi xuống dưới mấy sông nó ngay chân chỗ này là vợ anh? Dạ. Rồi như vậy là của vợ anh có bị bệnh gì không anh? Bị kinh phong. Dạ. Ủa nhưng mà của chị bị kinh phong là từ ngày xưa tới giờ hay vậy? Bị nay được 5 năm rồi. Dạ. Rồi cũng như là từ hồi mà của chị bị té đi mà xuống sông rồi là cỡ chừng bao nhiêu lâu anh mới phát hiện? Một tiếng. Cỡ một tiếng sau ha. Là nó là một tiếng sau là anh đi xuống dưới là anh không có thấy chị là anh mới có đi bằng hồ cho nhà sau á. Dạ. Thì đóng hộp ba hộp mà cái bọc á. Dạ dạ. Rồi bắt đầu đi xin đất đặng về chét mấy cái mặn mình cái hộp á, đặng cho nó kín, đặng cho nó xì ba cái xi măng ra đó. Dạ dạ. Rồi đi tới đây nè, thấy nó nổi lên đứng đâu là cái miếng giấy à. Mà không phải miếng giấy mà thấy cái nón. Dạ. Đó là mới bước xuống này dòm coi cái phát hiện ra là con vợ. Trời ơi trời. Là lúc anh vớt đi lên là chị là còn cũng như là còn thở không anh? Không, đã chết rồi. Dạ dạ. Vậy là lúc đó như vậy là chị đã chết trước rồi ha anh? Chết trước. Dạ dạ. Vậy là bây giờ là chị mà ra đi rồi là chị bỏ lại anh là ba đứa con nhỏ ha. Dạ. Tại vì dạ dạ, tại vì em mới hay nè, rồi em mới chạy qua đi qua đó anh. Thì cô chú chị đâu có coi lúc này thì nhớ không? Ủa nhưng mà năm nay là anh Bi nhiêu tuổi rồi? 41. Dạ. Ngày nhưng mà các cái nghề của anh là chính xác nghề của anh là anh đi bằng tự do. Cũng như là cũng như là người nào kêu cái gì là anh làm cái đó phải không? Dạ. Trời ơi. Thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ hai vợ chồng thì cũng không có nghề nghiệp gì hết các bạn ơi. Thì bây giờ đó là người vợ đã ra đi nha, bỏ lại một mình anh là nuôi ba đứa nhỏ luôn nha. Vậy là với bà nhà bị tai biến nữa. Trời ơi trời. Vậy là bây giờ là anh vẫn có một cái bà già ruột của anh á. Bà già nuôi nhỏ lớn như. Dạ. Là bà già ruột luôn rồi. Dạ 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 dạ. Là bà già đang bị bệnh tai biến luôn ha. Dạ. Ủa dạ dạ, nhưng mà cái đứa nhỏ này năm nay đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi anh? Mới 3 tuổi à. Dạ, như vậy là thằng bé này. Thằng bé là 14 tuổi. Dạ dạ. Con vô con ngồi là dưới cha con luôn đi con. Dạ. Bây giờ các bạn thấy là hôm nay là một cái hoàn cảnh quá trời khổ luôn các bạn ơi. Thì giờ mình cũng mong các bạn hãy là chia sẻ cái này ra để là cho những bà con mình biết nha. Để người ta nói là lá lành đùm lá rách luôn các bạn ơi.
bây giờ một mình ảnh mà ảnh phải nuôi là ba đứa nhỏ này, ảnh cũng rất là gian khổ luôn nha. Con trai năm nay của con bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Là năm nay là con học lớp mấy? Con học lớp 8. Con học lớp 8 hả? Rồi mà nhưng mà khi mẹ của con té đi là xuống sông rồi là của con hay không? Khi mẹ con té xuống sông là của con hay không? Con hay. À, rồi con rồi là cha con bay đi xuống sông, cha con cứu mẹ ha. Nhưng mà mẹ con thoát rồi nhưng mà không qua khỏi. À, cũng như là cha con hay rồi cha con bay đi xuống cứu mẹ nhưng mà mẹ đã chết rồi. À, vậy là lúc đó là mẹ con đã qua đời ha. Dạ. À, ủa như vậy là nãy giờ của chú thấy là có con với cái thằng em con hả? Dạ, với thằng nhỏ nó mới có 3 tuổi hả? Dạ. Ủa sao mà chú thấy con học lớp 8 mà sao mà là con nhỏ nhỏ xíu con vậy? Đang lớn nè. Dạ dạ, nhưng mà thằng này lớn mà nó học lớp 8 mà em thấy cổ nó đẹp quá ha. Dạ. Thấy anh? Dạ dạ. Nhưng mà các bạn thấy là quá trời tội nghiệp luôn luôn các bạn ơi, tại vì gia đình của chị là tới 3 đứa con nha. Ủa nhưng mà cái đứa nhỏ là con gái hay là con trai vậy? Trai luôn. Vậy là 3 thằng trai hết ha? 3 thằng trai hết. Dạ 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 dạ. Đó, nhưng mà bây giờ là chị đã ra đi nha, là bỏ lại cho anh là ba đứa con trai nha. Quá trời tội nghiệp. Đó thì các bạn thấy là chỗ này là cái mé này cũng lại nha. Nhưng mà chị đi xuống đây thì của chị giặt đồ đó các bạn, thì của chị ra đi mãi mãi nha. Mày đến đây bao nhiêu thằng mày? Đóng là bao nhiêu thằng? Mấy hay ba chục thằng lận? Nói đâu tao mày? Sao mày không chạy đi? Thì mà các bạn ơi, thì là chị là Đặng Kim Chi nha. Năm nay chị hưởng dương được là 39 tuổi nha. Hôm nay đã ngày kỷ niệm lương thời.
vừa có người chị đã qua đời. Nay ta chịu kim thương về đây, tập chiếu các hiền đệ khám quan cho thò linh cũ tới làng nơi.
là cái đứa con trai út của mà chị luôn các bạn ơi. Đây là cái thằng con thứ ba của chị luôn nha. Thì nó đang chuẩn bị đưa cho mẹ nó về, nó đang nghỉ của cụng bàn, thì nó đang ngồi của nó khóc nha. Nhìn thấy đứt ruột quá các bạn ơi. Mình mà cũng mong các bạn hôm nay là các bạn coi được cái clip này thì mình mong các bạn hãy chia sẻ ra. Đó thì các bạn thấy nha, đây là ba anh em của là con của mẹ nó qua đời luôn rồi. Mình thấy mình đứt ruột quá các bạn ơi. Mình nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị sắp sửa đưa cho mẹ nó về nơi nghỉ cuối cùng các bạn, thì mấy đứa nhỏ của nó khóc mà mình là không chịu nổi luôn các bạn ơi. Khóc rồi. Các bạn thấy là nó lao dáng áo lên lao mắt rồi. Đứt ruột. We'll be right back.
Bà cả con cả cháu đồng người.
Ôi thương Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Mười Đường Bồ Tát Thiên Độ Thiên Nhãn Vô Lai Đại Bi Tâm Đà Ni Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Đường Văn Đa Gia Bồ Đề Tăng Đỏ Bà Ra Ma Nga Tăng Đỏ Bà Ra Ma Nga Ca Lô Vì Ca Ngang Tăng Bàn Đa Tha Về Tăng Bà Lô Nga Lô Ca Đế Ca Ra Nế Nhi Ma Nga Bồ Đề Tăng Đỏ Ra Ma Ra Ma Nga Ma Nga Vì đà dừng cũng lô con lô viên mong đồ lô đồ lô văn xà nhà lê ma phần xà nhà lê đà ra đà ra đê 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 tăng văn đà dạ bồ đê dạ bồ đà dạ bồ đà dạ nhí đê mì đà ma ra tăng thị bằng đà dạ ta ma 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 tăng đà dạ ta ma ma ra căng kỳ bằng đà dạ ta ma 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 ra ma ra và kiến na na tăng đà nhà ba nhà ba nhà ba la mận tâm kinh quan tự tại đồ tăng hạnh tâm ba nhà ba la mận ra thở chiếu thiên nguyên giải không năm ngơ mang mang nhiều công công ba ngày gì sang xin phép trung ương đông tây nam bắc về đây chứng minh với linh hồn bà đặng thị kim chi mất vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2023 nhằm ngày 4 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão hiện nhiên 39 tuổi hiện tiền ông Phước Thượng xã Bình Phước huyện An Thích tỉnh Vĩnh Long được tá túc ở mảnh đất này kể từ ngày hôm nay sao mới xa thôi. Đúng không? Mấy số anh đang mấy số mấy số anh mày nó đi phải. Thì mà các bạn thì sớm cho các bạn thì Tí La cũng quay cho các bạn xem là một cái hoàn cảnh các bạn bị là dịch cũng không thấy xong các bạn là đã qua đời nha, và bỏ lại 3 đứa con với một người chồng là cũng không có nghề nghiệp gì hết nha. Thì sớm như Tí La quay thì bây giờ quay thì cũng chôn cho em Chi cũng đã xong rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La làm kết thúc video ở đây luôn quay. Thì mình cũng mong các bạn hãy chia sẻ cái video này ra để cho nhiều người biết, để là giúp đỡ cho 3 đứa nhỏ luôn các bạn. Bây giờ Tí La làm bye bye các bạn nha. Bye bye.